Rất vui được gặp lại quý khán giả của chương trình Alo Bác Sĩ trong chương trình hôm nay. Hôm nay Bác Liễu xin trở lại chương trình với cái chủ đề là chúng ta đã ăn uống như thế nào để mà cung cấp được những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể một cách tốt nhất. Thì hôm nay mình sẽ bàn về đề tài vitamin và khoáng chất là một cái thành phần trong cái khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta, ngoài cái lucid nè, ngoài cái protein nè, ngoài cái lipid nè và muối khoáng, thì vitamin và khoáng chất là cũng giữ một cái vai trò rất là quan trọng, thiết yếu trong cơ thể của chúng ta. Nói về vitamin và khoáng chất thì đây là những cái vi chất dinh dưỡng thiết yếu của cơ thể. Chúng tham gia vào rất nhiều hoạt động của tế bào, nó chuyển hóa và cung cấp năng lượng hầu như là tất cả các hoạt động sống của cơ thể. Tuy nhiên là những cái chất dinh dưỡng này nó lại không được tạo ra trong cơ thể chúng ta, mà mỗi ngày chúng ta phải được bổ sung từ cái thực phẩm bên ngoài, như là chúng ta ăn hoa quả, rau củ nè, và những cái thức ăn khác mà chúng ta đưa vào trong cơ thể mỗi ngày. Mặc dù là chúng ta thấy là cái cụm từ vitamin và khoáng chất thường đi chung với nhau, nhưng thật ra nó là những cái vi chất dinh dưỡng rất là khác nhau hoàn toàn. Hôm nay để hiểu rõ vấn đề, Bác Liễu xin trình bày thế này. Thứ nhất là về vitamin, để chúng ta hiểu rõ như là vitamin là cái gì. Thì vitamin nó là một cái hợp chất hữu cơ và có thể nó bị phân hủy bởi nhiệt, bởi không khí, bởi axit. Do đó việc ăn uống để mà có thể hấp thu được các loại vitamin từ cái nguồn thực phẩm, hoa quả, rau củ vào cơ thể thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Do là trong cái quá trình mà chúng ta vận chuyển, chúng ta bảo quản, chúng ta chế biến các loại vitamin này, có thể là do cái sự sai lầm trong chế biến chúng ta có thể làm giảm đi hoặc là thậm chí làm mất hết các loại vitamin này trong cái thực phẩm mà chúng ta đưa vào. Còn khoáng chất thì nó là một cái hợp chất vô cơ. Nó được giữ nguyên cái cấu trúc hóa học khi mà nó vào cơ thể của chúng ta. Và những cái khoáng chất này thì có từ đâu? Đó là có từ trong cái nguồn nước nè, từ những cái vùng thổ nhưỡng đất nè, mà nơi chúng ta sinh sống. Từ đó đó là nó có thể, tại sao nó đi vào trong các loại cây trồng và các loài động vật được nuôi ở trên cái vùng thổ nhưỡng đó và được chúng ta sử dụng làm cái thực phẩm hàng ngày. Chúng ta ăn vào thì những cái khoáng chất này nó sẽ theo những cái thực phẩm, những cái hoa quả, rau củ mà chúng ta ăn vào cơ thể của chúng ta. Như vậy thì bây giờ vitamin ta thấy là nó có vai trò như thế nào mà gọi là rất là quan trọng. Thì để hiểu rõ vấn đề này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số các loại vitamin mà chúng ta thường nghe. Và có lẽ là quý độc giả cũng rất là quen thuộc đó. Thì đầu tiên Bác Liễu cũng nhắc lại, vitamin thì nó được chia thành hai cái nhóm. Đó là một cái nhóm tan trong chất béo và một cái nhóm tan trong nước. Thì tại sao có sự phân chia như thế này? Phân chia như thế này để ta thấy là những cái vitamin mà tan trong chất béo, ví dụ như ta nghe là đó là vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin K. Thì những cái vitamin này đó, nó phải được hòa tan vào chất béo thì nó mới có thể đi vào trong cơ thể của chúng ta, và thường là nó có xu hướng nó tích tụ ở trong cơ thể mình được. Còn những cái loại vitamin còn lại gọi là tan trong nước, thí dụ như chúng ta thấy vitamin C, các loại vitamin B đó, thì nó chỉ hòa tan vào trong nước trước khi mà nó được cơ thể chúng ta hấp thụ. Vì cũng chính đó cũng là cái lý do mà tại sao chúng ta lại trong cái nhóm vitamin này chúng ta thường là thiếu. Bởi vì là nếu những cái loại vitamin mà tan trong nước nếu mà không được hấp thu thì nó sẽ bị thải ra ngoài trong cái quá trình mà chúng ta đi tiểu. Nó sẽ thải qua bình nước tiểu và cơ thể không có tích lũy lại những cái loại vitamin mà tan trong nước. Chúng ta sẽ làm quen với một số các vitamin để coi là cái tác dụng của nó như thế nào mà nó lại giữ một cái vai trò hết sức là quan trọng mà đối với trong cơ thể của mình. Thì đầu tiên Bác Liễu sẽ giới thiệu với mình là cái nhóm vitamin B. Thì đây là một cái nhóm mà vitamin nó tan vào trong nước và nó được gồm rất là nhiều loại vitamin. Thí dụ B1 thì nó kích thích tiêu hóa nè, giúp cho chuyển hóa lucid, tức là những cái chất tinh bột chúng ta ăn vào á, thì nhờ vitamin B1 nó sẽ giúp là cơ thể hấp thu được. Nó cũng làm tăng những cái chất dinh dưỡng để nuôi cái tế bào thần kinh và tế bào tim. Còn cái vitamin B2 thì nó tham gia vào quá trình tạo hồng cầu,
nó hỗ trợ cho các tế bào nó sử dụng được cái năng lượng và cũng như là tạo ra được cái năng lượng để mà cung cấp cái năng lượng cho cơ thể. Còn vitamin B3 thì sao? Thì đây cũng là một cái loại vitamin trong cái nhóm B, nó giúp chuyển hóa được chất đường, nghĩa là chất tinh bột chúng ta ăn vào, và cái chất béo, nghĩa là những cái axit béo mà chúng ta ăn vào đó. Thì nhờ nó chuyển hóa này, nó sẽ tạo ra được một cái năng lượng cho cơ thể hoạt động và giữ cho chúng ta một cái làn da tươi trẻ, cũng góp phần trong cái việc là giảm cái cholesterol và triglyceride trong cơ thể của chúng ta, đối với những cái người mà bị cao cái những cái thành phần mỡ máu bất lợi này. Còn vitamin B5 thì sao? Nó sẽ giúp cho cơ thể chống lại những tác nhân nhiễm trùng và giảm những cái căng thẳng stress, do là nó giúp cái dẫn truyền thần kinh ở trong não nó được nhanh nhẹn hơn và cái phản xạ của chúng ta nó tốt hơn. Đó là làm, và mặt khác nó còn làm cho cái làn da chúng ta khỏe mạnh và tóc thì mượt, ống mượt. Còn vitamin B6 thì nó giúp cho chuyển hóa các chất đạm và chất béo. Thì chất đạm đó là những cái protein ta ăn vào đó, thì đồng thời nó tham gia vào cái hoạt động của hệ miễn dịch, đồng thời nó hỗ trợ cho việc điều trị các bệnh lý thiếu chất sắt. Cho nên khi mà điều trị thiếu chất sắt thì chúng ta cũng nhớ bổ sung cái vitamin B6. Còn đặc biệt cái vitamin B7 hay còn gọi là vitamin H, thì biotin thì có lẽ là quý vị cũng rất là quen thuộc với vitamin này trong cái hậu Covid. Đó là hậu Covid thì chúng ta bị rụng tóc rất là nhiều, và trong cái toa thuốc mà để điều trị cái rụng tóc thì bao giờ cũng có cái vitamin H hết. Đó là cái vitamin B7. Thì nó cần thiết cho cái việc tổng hợp axit béo và đường, nó làm tăng sức khỏe cho móng tóc và tham gia vào sản xuất các loại hormone, enzyme. Giờ đó là nó giúp cho cái quá trình chuyển hóa các cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào đó thành những cái chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng cơ thể tốt hơn. Còn vitamin B9 thì nó giúp cho cái sự phân chia tế bào, nên là nó rất là quan trọng trong cái thời kỳ mà phụ nữ mang thai. Tại vì chính cái sự phân chia tế bào này nó đã cũng hình thành những cái cơ quan nội tạng của cái đứa bé ở trong bào thai của bà mẹ, và giúp cho cái trẻ sơ sinh đó nó phát triển một cách nhanh trong cái giai đoạn đứa bé mới sinh chào đời. Thì ngoài ra nó còn tham gia trong cái việc mà tạo ra tế bào hồng cầu, đó là một trong những cái tế bào máu mà đem oxy đi nuôi khắp cơ thể chúng ta. Còn một cái vitamin cuối cùng mà rất là quan trọng, đó là vitamin B12. Thì chắc hẳn là quý vị cũng rất quen thuộc. Mỗi khi mà chúng ta nói tới cái chuyện thiếu máu là bao giờ quý vị cũng nói bác sĩ sẽ bổ sung B12 cho chúng ta. Đó, là nó thông qua, tại sao nó quan trọng như vậy? Tại vì vitamin B12 nó giúp cho cái việc sử dụng acid folic một cách hiệu quả để mà tham gia vào quá trình tạo tế bào hồng cầu và giúp cho chúng ta không bị thiếu máu. Một cái vitamin khác mà bác Liễu muốn giới thiệu ở đây đó là vitamin A. Chắc là nói vitamin A là quý vị hình dung ngay, đó là vitamin A của thị lực, giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái mắt chúng ta, mắt được sáng hơn. Thì đó là cái chức năng mà chúng ta thường nghe đối với vitamin A. Nhưng ngoài ra nó còn có những cái chức năng quan trọng khác. Ví dụ như nó cũng tham gia vào chống cái quá trình lão hóa của cơ thể, và nó cũng tham gia trong cái việc cải thiện được cái khả năng miễn dịch của cơ thể, là chống lại những cái tác nhân gây bệnh. Còn vitamin C thì chắc cũng là một trong những vitamin mà quý vị rất là quen thuộc trong cái giai đoạn mà Covid, điều trị Covid đúng không? Nào là chúng ta phải uống canxi nè, chúng ta phải uống vitamin C nè để mà tăng sức đề kháng cho cơ thể chống lại cái con Covid. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy là vitamin C đây là một cái chất oxy hóa rất là mạnh. Nó giúp cho cơ thể chúng ta coi như là chống lại những cái tác nhân vi khuẩn gây bệnh, những cái virus vi khuẩn, những tác nhân ngoại lai mà gây bệnh cho cơ thể. Và cái ứng dụng của vitamin C thì rất là nhiều, đặc biệt là trong cái chuyên khoa về da liễu. Thì các bác sĩ da liễu đã sử dụng vitamin C rất là nhiều cho những cái trường hợp mà muốn cho làn da sáng đẹp nè, rồi do đó làm nó có khả năng nó làm tăng sức bền thành mạch nữa. Chính vì vậy nên nó là mỗi khi mà chúng ta cảm cúm đó, thì gia đình là hay cho chúng ta uống cái vitamin C. Đó là nó cũng ứng dụng trong điều trị các bệnh lý mà dễ gây xuất huyết, nhất là xuất huyết da niêm. Còn vitamin D thì hẳn những cái bà mẹ mà nuôi con nhỏ thì chắc là cũng rất là quen thuộc với loại vitamin này đúng không ạ?
Vì vitamin này đó là một trong những cái vitamin rất là quan trọng, bởi vì nó góp phần cùng với lại canxi can thiệp vào cái sự phát triển và bảo vệ cho cái bộ xương của chúng ta chắc khỏe. Thì nếu mà chúng ta thiếu vitamin D thì hẳn các bạn có biết là đối với những cái trẻ mà những cái đứa bé nè, thì nó sẽ làm sao? Chúng ta sẽ thấy nó bị còi xương nè, nó chậm mọc răng nè, rồi đôi khi là chậm phát triển về chiều cao nè, rồi đôi khi là đi chân bồng kiêng nè, không đẹp tí nào hết. Ngoài ra nó còn tham gia vào trong cái tổng hợp các enzyme để mà trong giúp cho cái hệ thống miễn dịch, tạo ra những cái tế bào miễn dịch giúp cho cơ thể chống lại với những cái tác nhân gây bệnh đối với cơ thể. Thì do là nó gắn kết được với các đại thực bào. Thì trong cơ thể chúng ta, đại thực bào là gì? Đó là một cái loại tế bào bạch cầu, giống như một cái người lính chuyên môn đi gọi là gom lại những cái vật thể lạ nè, những con vi khuẩn nè, những cái virus nè. Đó là đại thực bào sẽ nuốt những cái thành phần này, tiêu diệt chúng để mà bảo vệ cho cơ thể chống lại được với nhiễm trùng và các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra nó còn có tác động tốt đối với lại cái hệ thần kinh. Còn vitamin E thì hẳn là các chị em phụ nữ mình chẳng que có xa lạ gì đúng không ạ? Thì đây coi như là một cái vitamin mà để dùng rất nhiều trong các loại mỹ phẩm để mà làm cho làn da của chúng ta nè tươi trẻ nè, khỏe hơn nè, chống lão hóa nè. Đó, nếu ai có muốn có một cái làn da đẹp mịn màng nè thì chúng ta phải nhớ tới cái vitamin E này. Một cái vitamin kế tiếp mà Bác Liễu muốn giới thiệu ở đây đó là vitamin K. Thì vitamin K thì nó rất là quan trọng và quý vị cũng biết rồi. Đây là một trong những cái vitamin mà nó tham gia vào tạo những cái sản phẩm giúp cho cái đông máu của cơ thể. Nếu mà thiếu vitamin K thì là máu sẽ không khó đông lại. Thì những cái phản ứng mà tạo cục máu đông nó sẽ bị giảm đi. Thì như vậy thì chẳng hạn chúng ta đứt tay thì máu không cầm được. Đó là những cái bệnh mà người ta hay gọi là bệnh máu loãng đó quý vị. Đó là chảy máu không cầm được. Thì đó là vitamin K nó có vai trò ở trong cái chuyện này. Thế thì chúng ta thấy là Bác Liễu đã giới thiệu sơ qua một số các loại vitamin rất là quan trọng rồi. Thế thì còn khoáng chất. Khoáng chất thì gồm những cái gì? Như từ đầu chương trình Bác Liễu đã nói rồi, khoáng chất đó là những cái chất vô cơ mà chúng ta cũng lấy từ thực phẩm đưa vào thôi. Thì nó có ở trong đất và trong nước, các loại cái thực phẩm này nó hấp thu, hoặc là những cái loại động vật này nó hấp thu được từ những cái môi trường nó ăn vào đó. Ăn rau, ăn cỏ, ăn gì đó thì những con động vật này thì nó sẽ có một cái lượng khoáng chất ở trong cơ thể, và khi chúng ta sử dụng những cái loại thịt động vật này thì chúng ta cũng sẽ được cái nguồn năng lượng này, bởi vì là các chất khoáng chất này là nó không có tiêu hóa, để mình ăn vô bao nhiêu thì tồn tại trong đó và nó chỉ chuyển đổi từ cơ thể này qua cơ thể khác, đó là từ những vật nuôi và cây trồng nó sẽ đi vào được trong cơ thể của chúng ta. Thế thì tại sao mà chúng ta lại phải cần có cái lượng khoáng chất này? Đó, như hàng ngày thì chúng ta thấy đó là chúng ta cứ nói với nhau là phải ăn đa dạng thực phẩm nè, để chúng ta có được canxi nè, chúng ta có được chất sắt nè, chúng ta có được magie nè, chúng ta có được kẽm nè, vân vân và vân vân. Thì quý vị thấy là chúng ta cần những cái yếu tố vi lượng nó rất nhiều, mặc dù á là những cái yếu tố này nó chúng ta cơ thể chỉ cần một cái lượng rất là nhỏ thôi. Tại vì đơn vị tính của nó là quý vị sẽ thấy nó không phải tính bằng gam hay bằng miligam nữa, đôi khi là nó còn được tính bằng nanogam nữa, nghĩa là một cái đơn vị rất là nhỏ đó, chứng tỏ là cơ thể sử dụng là cần những cái vi chất này với một cái lượng rất nhỏ. Nhưng mà tại sao chúng ta phải cần thiết? Là bởi vì nó mỗi loại khoáng chất nó lại có một cái chức năng khác nhau, và đôi khi là những cái khoáng chất này nó lại hỗ trợ cho cái khoáng chất kia để mà giúp cho cơ thể chúng ta có được một cái sức khỏe hoàn chỉnh. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu một số các khoáng chất mà chúng ta thường nghe tới nha. Thì chúng ta thấy như khoáng chất thì chúng ta thấy như là đồng nè, iốt nè, kẽm nè, đó nó rất là cần thiết. Thì chẳng hạn như là magie. Magie thì nó cần thiết cho cái hệ tiêu hóa nè. Cái magie thì nó tham gia vào các cái quá trình làm co cơ và các dẫn cái xung thần kinh, thành ra nếu mà thiếu nó thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng về thần kinh của chúng ta.
đó, có thể là gây mất ngủ đó. Còn nó còn tham gia vào cái kiểm soát lượng đường trong cơ thể, là trong những cái bệnh nhân mà tiểu đường đó, đó thì nó cũng tham gia vào cái này và tham gia vào cái điều hòa huyết áp, và nó cũng góp phần vào cái sự duy trì cái sự chắc khỏe của bộ xương của mình. Rồi chẳng hạn như là selen thì nó là cấu thành trong cái men glutathione peroxide, là ảnh hưởng đến mọi thành phần của hệ miễn dịch. Thì đó, như vậy là nó cũng góp phần vào cái sự phát triển của cái sự hình thành phát triển của bạch cầu. Thì bạch cầu giống như là một cái thành phần, một trong ba thành phần của tế bào máu của mình. Trong tế bào máu thì chúng ta có ba loại, bác sĩ cũng giới thiệu sơ. Thứ nhất là hồng cầu, thì chuyên là mang oxy đi khắp nơi nuôi cơ thể. Còn tiểu cầu thì tham gia vào cái quá trình đông máu, giúp cho cơ thể chúng ta cầm máu được tốt nè, đó là không có bị các bệnh máu loãng. Rồi còn bạch cầu thì giống như là những anh lính luôn luôn bảo vệ cơ thể, mỗi khi có những cái tác nhân gây bệnh vô thì hệ thống bạch cầu sẽ được kích hoạt và tăng sản lên, và như vậy là các cái tác nhân bất lợi của cơ thể sẽ bị tiêu diệt. Cho nên là thiếu hụt cái selen này là ảnh hưởng tới bạch cầu, nghĩa là chúng ta ảnh hưởng suy giảm cái hệ miễn dịch của mình. Thì chúng ta thấy là đôi khi cái selen này nó cũng là ngăn chặn những cái rối loạn chuyển hóa trong cái hệ thống của đường tiêu hóa của chúng ta. Rồi, còn một cái khoáng chất hết sức là quan trọng, đó là sắt. Thì quý vị biết rồi, các vị thường nghe nói là thiếu máu do thiếu chất sắt đúng không? Thì quả đúng là như vậy, tại vì sắt là một trong những cái thành phần mà tạo nên cái nhân của cái tế bào hồng cầu, đó là hemoglobin. Cho nên là thiếu chất sắt thì chúng ta coi như là thiếu cái nguyên liệu để mà tạo nên cái tế bào máu. Như vậy chúng ta sẽ thiếu máu. Thì khi thiếu máu thì nó có rất nhiều chuyện xảy ra, mà lát nữa trong cái quá trình trình bày thì bác Liễu sẽ nói tới cái phần này cho chúng ta nghe kỹ hơn. Rồi, một cái khoáng chất kế tiếp mà chúng ta phải kể đến đó là kẽm. Thì kẽm thì rất là quan trọng. Người ta thấy rằng cái tế bào kẽm này nó trong cơ thể của mình, nó tham gia, nó kích hoạt á, là hoạt động của các enzyme. Mà quý vị biết rồi, enzyme là những cái men mà giúp cho các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể, giúp cho cái quá trình mà tiêu hóa của thức ăn của chúng ta từ những cái thực phẩm đưa vào, nó sẽ chuyển thành những cái chất bổ dưỡng và đi đến từng các nơi cơ thể cần để mà tạo cho cái năng lượng sống cho cơ thể đó. Và nó cũng tham gia vào trong cái hệ miễn dịch của cơ thể. Rồi nó có tham gia vào cái vị giác, cái khứu giác của chúng ta đó. Đồng thời kẽm thì cũng tham gia vào cái quá trình tổng hợp DNA. Thì nếu cái quá trình tổng hợp DNA này thiếu chất kẽm thì nó sẽ không có được diễn ra một cách suôn sẻ. Thì như vậy là những cái quá trình mà tạo những cái tế bào mới để thay đổi cho những cái tế bào chết của cơ thể của chúng ta là bị lão hóa đó, thì là nó diễn ra chậm, thì làm cho cơ thể bị suy nhược và lão hóa nhiều hơn. Còn larua thì là một cái khoáng chất đặc biệt rồi. Đây là thành phần có trong cái dịch dạ dày của chúng ta, và nó cùng với lại natri, nó giúp cho cân bằng cái hệ chất lỏng trong cơ thể chúng ta. Nếu mà thiếu cái này thì cơ thể có thể là bị ứ nước, bị phù nề, và cân bằng điện giải đó bị thiếu hụt thì rất nhiều chuyện đã xảy ra. Kali cũng thấy, kali là một cái thành phần quan trọng để mà đây là một cái chất cân bằng điện giải trong cơ thể của chúng ta. Và khi kali thì cũng cần thiết cho hệ thần kinh trung ương, nó tham gia vào cái sự cân bằng giữ cái nội mô đó, thì những cái cân bằng nội mô để giúp cho cơ thể là cái dịch nó nằm ở trong lòng của tế bào và không có bị, nếu mà rối loạn kali thì chúng ta thấy là rối loạn nước và điện giải, và khi mà rối loạn thì có thể kali sẽ làm rối loạn nhịp tim nè, rồi rối loạn về tiêu hóa nè. Đó, thì phần sau chúng ta sẽ nói kỹ cái phần này. Còn natri nói nôm na nó giống như là một cái chất muối vậy đó. Đó, quý vị khi ăn larua natri là cái thành phần ở trong muối ăn của mình đó. Đó, thì chúng ta thấy cái kết hợp với lại cái larua thì nó sẽ giúp cho cân bằng dịch bại bào, nó giữ được cái nước nằm ở trong lòng mạch mà không bị thoát ra ở phía ngoài, làm cho giữ được cái thể tích máu lưu thông trong cái lòng mạch được nè, và giữ cho cái cân bằng nội mô chúng ta không bị phù đó. Và giờ vậy là nó điều chỉnh được cái huyết áp cho cơ thể rồi. Thế thì bây giờ chúng ta nói rất là nhiều cái về cái vai trò của vitamin và khoáng chất. Như vậy thì quý vị thấy đó, nó tham gia rất nhiều cái hoạt động giúp cho cái hoạt động sống cơ thể. Như vậy thì khi thiếu thì chúng ta sẽ bị những cái gì, và chúng ta có thể nhận biết được cái sự thiếu hụt của các vitamin và khoáng chất hay không? Dạ thưa quý vị, thì hôm nay cũng là mục đích
để giới thiệu với chúng ta, để chúng ta biết, nhận biết được, có thể tự chúng ta nhận biết được những cái dấu hiệu chúng ta đang bị thiếu cái vitamin này hoặc là thiếu cái khoáng chất kia, để mà chúng ta đi tìm tới các cơ sở y tế để giúp cho bác sĩ chẩn đoán và điều chỉnh cho chúng ta cái sự thiếu hụt này. Thì thứ nhất là nói về cái vitamin D thì luôn luôn là nó đi kèm với canxi. Bởi vì sao? Nếu không có vitamin D thì canxi từ thức ăn của chúng ta đưa vào sẽ không được cơ thể hấp thu, không được đưa vào trong máu để mà đi tới xương, đi tới răng, đi tới móng đó, cái móng tay móng chân đó, để mà tham gia vào những cái hoạt động của cơ thể. Thì nếu không có vitamin D thì chúng ta sẽ không sử dụng được canxi. Cho nên đây coi như là một cái cặp khoáng chất và vitamin, thường là người ta nói ghép chung với nhau thôi. Thì khi thiếu cái chất này hay thiếu canxi hoặc thiếu vitamin D thì đều có những cái biểu hiện na ná nhau vậy đó. Thí dụ như trẻ em nè, chúng ta sẽ thấy là khi mà thiếu vitamin D đó, những ai mà đã từng có nuôi con nhỏ thì ta thấy nè, nó hay quấy khóc về đêm, nó cứ khóc đêm hoài, ngủ thì nó hay bị giật mình. Hoặc là chúng ta trẻ thì nó chọc cái thóp ở phía trước này quý vị, là nó chậm đóng. Thì thường là 12 tháng là cái thóp này nó phải đóng lại. Thì nếu mà nó trên 12 tháng rồi mà chúng ta thấy nó vẫn hở thì chúng ta coi chừng là con của mình đang bị thiếu vitamin D hoặc là canxi. Hoặc là chúng ta thấy trẻ chậm mọc răng, 6 tháng rồi thì thường là nó sẽ mọc hai cái răng đầu tiên, thấy là không mọc răng thì chúng ta coi chừng là thiếu D hoặc là thiếu canxi. Và nếu mà lớn hơn chút nữa chúng ta thấy là trẻ sẽ chậm biết đi, hoặc là ngủ thì chúng ta thấy là mồ hôi đầu, nó hay bị đổ mồ hôi đầu về đêm thì đó, hoặc là có thể có triệu chứng là nghiến răng nữa, nó nặng hơn. Nếu trẻ mà nặng hơn, chúng ta thấy nó chậm phát triển về chiều cao, còi xương, thì các bạn thấy, thì quý vị thấy nè, ví dụ cái dấu hiệu còi xương là thấy bị chán vô á, đó, chán vô, rồi ngực lép, chân thì vòng kiềng, thì đó là cái hậu quả của những cái thiếu canxi và D ở cái trẻ nhỏ. Còn đối với người lớn thì sao? Khi người lớn mà có những cái triệu chứng như là bị chuột rút nè, đau nhức bắp xương, bắp cơ nè, rồi đau nhức xương nè, nếu mà chúng ta thấy là răng thì cứ hay bị lung lay dễ gãy nè, đó, rồi cứ cắt khớp này thì đau nè, và nếu mà đôi khi là chúng ta đi đo loãng xương, thầy thuốc hay cho đo loãng xương thì chúng ta thấy là chúng ta bị rơi vào tình trạng mất xương hoặc là loãng xương thì dễ đưa tới cái nguy cơ bị gãy xương đó. Thì hoặc là chúng ta có thể có cái triệu chứng mất ngủ, hoặc là cái triệu chứng bị co thắt các bắp cơ rất là đau, bị chuột rút co thắt đó. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy là thiếu canxi và D thì chúng ta thấy có những cái triệu chứng như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái là chúng ta thiếu các yếu tố kali thì sao ạ? Hồi nãy quý vị nhớ không, kali là cái chất mà nội mô cân bằng điện giải và tham gia vào rất là nhiều quá trình chứ gì. Thì chúng ta thấy là khi thiếu kali có thể biểu hiện nè, chúng ta sẽ có những cái cơn khó thở. Bởi vì sao? Kali nó tham gia vào cái hoạt động hô hấp của phổi, nó làm cho phổi giãn ra và phổi co lại, nó phát tín hiệu để phổi co giãn. Thiếu thì cái sự hoạt động hít thở của chúng ta đó, nó sẽ bị giảm đi, cho sự giãn nở, co thắt của phổi nó giảm đi, là chúng ta không trao đổi được chất, không lấy được oxy cho cơ thể. Như vậy là cơ thể sẽ rất là mệt mỏi đó, là thiếu, do thiếu oxy. Rồi khi mà kali mà giảm, trong những cái trường hợp chúng ta thấy là chẳng hạn như là chúng ta bị nôn ói nhiều nè, hay là chúng ta bị tiêu chảy nè, thì kèm sau đó là chúng ta thường là có cái triệu chứng của chướng bụng và khó tiêu. Là vì sao? Mất kali thì sẽ gây giảm cái du động ruột, và như vậy thì thức ăn nó sẽ tồn động lâu ở trong đường ruột chúng ta và nó sinh hơi làm chúng ta đầy hơi, và giảm cái nhu động ruột cũng sẽ gây ra cái triệu chứng táo bón của chúng ta đó. Thì kali, nếu mà tăng kali thì lại có thể là gây ra rối loạn nhịp tim hoặc là co cứng cơ, do là thiếu cái tình trạng thiếu oxy, mệt mỏi. Và khi thiếu oxy thì nhịp tim sẽ bị tăng lên đó, như vậy là chúng ta thấy là thiếu kali nó sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động của tim mạch. Nếu thiếu chất sắt thì sao ạ? Chất sắt thì hồi nãy quý vị nghe rồi đó, đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để tạo nên cái hemoglobin ở trong tế bào máu. Chúng ta thấy hầu như là cái chất sắt á, là nó có mặt hiện diện ở hemoglobin là phần lớn á, có thể là 3/4 cái lượng sắt trong cơ thể mình là nó nằm ở trong cái tế bào hemoglobin. Cho nên thiếu sắt có nghĩa là chúng ta thiếu cái nguyên liệu để tạo ra cái tế bào hồng cầu. Và tế bào hồng cầu là cái gì? Đó là giống như một cái xe vậy đó quý vị, nó chuyên chở oxy
mà chuyên chở oxy là nó lấy cái oxy từ ở trên phổi, sau quá trình mà trao đổi oxy ở trên phổi thì máu sẽ được đưa xuống cái trái tim của mình. Và trái tim nó co bóp, nó đẩy máu đi vào các hệ thống của mạch máu. Và nhờ vậy là cái oxy đó được đi khắp các nơi trong cơ thể, mọi ngóc ngách của cơ thể, và đưa đến cung cấp các hoạt động cho tất cả các cơ quan nội tạng ở trong cơ thể mình. Khi mà thiếu chất sắt nghĩa là chúng ta gây tình trạng thiếu máu và thiếu oxy cho cơ thể. Chính vì vậy biểu hiện ra bên ngoài thì chúng thấy là da xanh nè, niêm mạc thì nhợt nhạt nè, rồi lạnh tay lạnh chân, móng tay thì giòn dễ gãy, rồi đôi khi thiếu oxy chúng ta sẽ đau đầu, rồi thấy khó thở mệt mỏi, nhịp tim sẽ tăng lên, rồi có thể là có triệu chứng là sưng ở đầu lưỡi nè, giảm các hoạt động cơ, do là vì cái chất sắt của mình nó có tham gia trong cái quá trình myelin của cái tế bào cơ vân, mà tế bào cơ vân là giúp cho chúng ta hoạt động cơ thể này quý vị. Chính vì cái sự co rút của cơ vân, hoạt động cơ vân mà chúng ta có những cái hoạt động tay chân như thế này. Nếu mà thiếu thì cái cơ vân hoạt động kém thì chúng ta sẽ thấy mọi cái sự hoạt động của chúng ta sẽ nó giảm đi, và chúng ta sẽ lười biếng, cứ ù lì không muốn vận động nữa. Thì đôi khi chúng ta thấy rằng cái chuyện mà phát hiện ra chúng ta thiếu những cái vi chất này đó, nếu mà ở mức độ nhẹ đó thì đôi khi là chúng ta cũng rất là khó phát hiện, chứ không phải là dễ đâu. Chỉ cần là chúng ta phải chú ý, chứ nếu chúng ta không để ý thì đôi khi là nó khi mà nó biểu hiện ra các triệu chứng này rồi, đôi khi là cái sự thiếu hụt nó đã quá nghiêm trọng rồi đó, là nó cũng khó khăn cho chúng ta khi mà chúng ta điều chỉnh. Còn một cái chất mà chúng tôi muốn đề cập tới đây đó là cái folate. Folate thì nó cũng là một cái vitamin chứ không phải là khoáng chất, nhưng mà thường là nó lại đi đôi với lại chất sắt. Là bởi vì sao? Folate là cái thành phần có trong cái nhân của cái tế bào hồng cầu, đó là hemoglobin luôn á. Thì chính là nhờ cái folate này nó sẽ góp phần cùng với chất sắt để tạo nên cái hemoglobin. Thì nên là chúng ta thấy là khi mà thiếu cái folate này thì cũng có cái dấu hiệu của thiếu máu. Và biểu hiện ra chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân cũng sẽ mệt mỏi nè, rồi do là thiếu oxy á, thiếu máu, rồi đôi khi là ăn uống thì cơ thể không hấp thu được, gây ra cái hiện tượng tiêu chảy. Đó, chúng ta thấy là đó một cái số dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết được là thiếu folate. Thì thường thiếu cái folate này đó thường hay đi kèm với lại thiếu chất sắt. Chính vì vậy đó là chúng ta thấy á, là khi mà điều trị các bệnh thiếu máu do thiếu sắt thì bao giờ cái viên mà điều trị đó cũng là sắt và folic là đi kèm với nhau, người ta bổ sung cùng một lượt như vậy. Thật ra thì cơ thể mình nó cũng có những cái triệu chứng báo động, phải không quý vị? Chỉ là chúng ta đôi khi chúng ta quên đi mất thôi. Chúng ta lo những cái hoạt động này nọ này kia, những cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta quên để ý đến cơ thể của chúng ta. Đó, cho nên đó là khi mà trình bày cái bài này, Bác Liễu mong muốn là quý vị cứ để đó, lâu lâu tua lại, mình sẽ nghe, mình sẽ coi là mình kiểm tra lại, mình có triệu chứng này không, mình có nghi ngờ mình thiếu cái này hay không ha quý vị ha. Rồi thêm một cái nữa Bác Liễu muốn giới thiệu tới là thiếu cái vitamin A. Thì vitamin A quý vị biết rồi, đây là một trong những cái vitamin mà nó giúp cho cái thị lực, đúng không? Thị lực thì là chúng ta biết rồi, ai mà nói tới vitamin A là phần lớn quý vị chỉ nghĩ tới cái thị lực thôi. Nhưng mà thực sự khi mà nó còn tham gia vào nhiều cái quá trình của cơ thể, cho nên khi mà các bạn thấy là nếu mà thị lực nè, chúng ta sẽ thấy là chúng ta quán gà nè, chúng ta nhìn mờ nè, cứ về chiều chiều là bắt đầu là mắt mình nó không còn nhìn rõ nữa. Rồi nhưng mà ngoài ra thì chúng ta còn thấy những cái triệu chứng khác như là lở loét trong miệng nè, nổi mụn trứng cá nè, rồi tóc bị khô nè, mệt mỏi nè, mất ngủ nè, đó, hoặc là đôi khi là khứu giác, nghĩa là cái cảm giác về mùi của mình á, mùi vị á, là mình cũng bị mất. Thì coi chừng là chúng ta có cái dấu hiệu của thiếu vitamin A. Thì nhất là trẻ nhỏ nha, nếu mà thiếu vitamin A chúng ta thấy á, là nó sẽ bị khô cái giác mạc, khô mắt. Chúng ta thấy là có những cái người thí dụ như bắt đầu cỡ về chiều á, tự nhiên người ta đi đứng người ta thấy có vẻ loạn choạng á, thì đó là coi chừng cái dấu hiệu mà bị quán gà đó. Ta nhìn không rõ nữa, cho nên đi đứng nó không được tự tin, không được vững vàng nữa. Thì đó là những cái dấu hiệu kín đáo, coi chừng là thiếu vitamin A hoặc là chảy nước mắt. Còn cái nhóm B thì quý vị thấy là hồi nãy thì có trình bày là cái nhóm B thì các vị thấy đó, B1, B2,
B5, B6, vân vân, B9, B12 gì đó, là quý vị thấy không? Mỗi cái vitamin B nó tham gia vào một cái quá trình của cơ thể. Cho nên khi mà thiếu hụt cái nhóm vitamin B này thì chúng ta thấy có rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Đó, hồi nãy chúng ta thấy thí dụ như là thiếu cái vi chất B1 thì có thể là tê, ngứa ở bàn tay, bàn chân nè. Đó, có thể là thiếu vitamin B12 thì chúng ta sẽ thấy là có cái biểu hiện của thiếu máu nè, cơ thể mệt mỏi nè, rồi cơ thể bị mất thăng bằng, mất tập trung nè, suy giảm trí nhớ. Đó, thì chúng ta thấy là bị đau bà lò, đau ở bàn chân, cẳng chân, chuột rút. Thì đó là nói chung là những cái thiếu hụt thì do là những cái vitamin B này nó tham gia vào các quá trình hoạt động của cơ thể, cho nên thiếu hụt thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài, chúng ta thấy bằng những cái hoạt động mà chúng đã tham gia trong cơ thể của mình. Đôi khi là chúng ta thấy rằng những cái triệu chứng này đầu tiên nhẹ, nó thỉnh thoảng nó mới xuất hiện một lần, và khi xuất hiện thì nó cũng chỉ thoáng qua với một cái thời gian ngắn thôi. Cho nên là chúng ta có thể là chúng ta bỏ qua những cái dấu hiệu này. Cũng mong rằng là khi mà có những cái thông tin được cung cấp như thế này, quý vị sẽ qua cái buổi nói chuyện này, bác Liễu hy vọng là chúng ta sẽ biết được những cái thiếu hụt trong cơ thể của mình, phát hiện thật sớm. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là như vậy sự thiếu hụt này mình sẽ bổ sung bằng cách nào, mình sẽ ăn uống như thế nào, rồi mình sẽ điều chỉnh như thế nào. Thì quý vị sẽ đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ sẽ giúp cho mình về cái phần này nhé quý vị. Tiếp tục chúng ta sẽ có một cái câu hỏi mà cũng rất là nhiều các quý vị gửi về cho chương trình Alo Bác Sĩ. Thì ở đây bác Liễu cũng đã lược ra một số các câu hỏi mà quý vị thường hay hỏi đó. Chẳng hạn như là bây giờ quý vị thấy là thiếu cái vitamin K đi ha, là cái vitamin mà nó ảnh hưởng tới cái quá trình mà đông máu của chúng ta ha. Chúng ta sẽ thấy là thí dụ như sẽ bị chảy, trẻ sẽ bị chảy máu cam nè, vết thương chậm lành nè, do là cái khả năng đông máu nó bị giảm đi. Và cơ thể thì có thể là, để biết chính xác thì chúng ta có thể làm các xét nghiệm để chúng ta tìm ra cái này. Thì bác Liễu thấy là một câu hỏi này rất là hay. Bởi vì sao? Chúng ta ở các vùng miền khác nhau nè, cái thổ nhưỡng khác nhau nè. Cho nên là chỉ nói với quý vị thế này, là cái sự thiếu hụt này nó sẽ thay đổi tùy thuộc rất là nhiều vào cái yếu tố. Thứ nhất, chẳng hạn như là cái thổ nhưỡng, nghĩa là cái vùng đất mà mỗi người chúng ta sinh sống đó, thì cái khoáng chất nó khác nhau, cái nguồn nước nó khác nhau. Nên quý vị thấy nè, đôi khi là cái người mà ở miền biển chẳng hạn ha, họ hay ăn hải sản đúng không? Hay ăn hải sản thì họ hay gặp cái bệnh gì quý vị biết không? Sỏi thận. Rồi họ thì ít khi nào mà họ bị các bệnh về tuyến giáp lắm. Nhưng mà cái người ở miền núi á, là ít có ăn hải sản, ít có ăn những cái chế phẩm từ biển như là rong biển rồi đó nè, thì họ lại hay thiếu iốt, thí dụ vậy. Đó. Cho nên nó là quý vị thấy cái thổ nhưỡng cái vùng miền là nó quyết định cái chuyện. Còn chưa kể nha, thói quen ăn uống khác nhau nữa. Có người thì ăn thì tôi không thích ăn thịt bò, tôi không ăn. Có người thì tôi không thích ăn rau, tôi không thích ăn rau sống chẳng hạn, tôi không ăn. Đó, thì do cái thói quen ăn uống nữa. Rồi có người thích ăn đồ chiên, đồ xào, thì đồ chiên, đồ xào nó cũng giảm cái hấp thu một số cái vi chất của chúng ta. Rồi, cái phong tục tập quán vùng miền khác nhau. Thí dụ như là có những người đó là không bao giờ ăn thịt bò. Ví dụ về tôn giáo, người ta không ăn thịt bò. Rồi thí dụ như người về ăn chay, thì có người thì không bao giờ uống sữa, cũng không bao giờ ăn trứng, thí dụ vậy. Thì đó là một trong những cái nguồn mà cung cấp các vitamin và khoáng chất cho chúng ta. Đó, thì nói như vậy để thấy. Rồi, còn một vấn đề nữa, đó là cái sự quan tâm về sức khỏe, về trình độ dân trí ở mỗi vùng miền khác nhau, ở mỗi cá nhân khác nhau nữa. Thí dụ như tôi quan tâm vấn đề sức khỏe, tôi mới đi tìm hiểu coi là tôi ăn, phải ăn cái gì, tôi phải bổ sung cái gì, rồi cái gì khi bao giờ tôi phát hiện ra tôi thiếu thì tôi đến thầy thuốc. Nhưng mà có những người rất là thờ ơ với bản thân, hầu như là họ không để ý tới cái vấn đề này. Rồi, còn một yếu tố nữa cũng quyết định đối với cái sự thiếu đủ này, đó là cái nhu cầu của cơ thể thay đổi. Nó thay đổi theo từng độ tuổi nè, theo từng cái giai đoạn sinh lý của mỗi người nè, theo những cái bệnh lý mà mỗi người mang theo nữa. Thí dụ như bây giờ nhu cầu về canxi, thì đối với trẻ ở nhỏ nè, thì rồi
bà mẹ mang thai nè, bà mẹ sau khi sinh nè, rồi người già nè. Mỗi cái giai đoạn, mỗi cái độ tuổi của chúng ta là có những cái nhu cầu khác nhau đó. Rồi cái nhu cầu về canxi cũng khác nhau, nhu cầu về cái chất sắt cũng khác nhau đó. Nói chung là nhu cầu về kẽm, về tất cả những cái là nó thay đổi theo từng cái lứa tuổi, từng cái giai đoạn sinh lý. Thí dụ chất sắt thì rất cần cho những phụ nữ mà trong cái giai đoạn sinh đẻ đó. Và bởi vì chúng ta hành kinh hàng tháng, chúng ta có thể mất chất sắt rất là nhiều, nên đó là những cái đặc thù như vậy. Ngoài ra, chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta sử dụng các vitamin và khoáng chất trong giai đoạn này nè, thì thật ra nói với quý vị là không phải chỉ vấn đề là chúng ta thiếu đâu, mà đôi khi là cái vấn đề chúng ta còn thừa các vi chất này nữa. Và cái chuyện mà thừa các cái vitamin và khoáng chất nó cũng gọi là rất là quan trọng, cũng không kém gì với cái chuyện mà chúng ta thiếu. Bởi vì lý do làm sao? Bởi vì chúng ta thấy là trong các cái thực phẩm, thức ăn, nước uống, trong sữa, tất tất tần tật những cái thực phẩm bây giờ hầu như là người ta, kể cả nước ép nữa, người ta cũng bổ sung tất cả. Đôi khi người ta bổ sung vitamin, người ta bổ sung luôn cả canxi là khoáng chất đó, ta bổ sung rất là nhiều. Thì ngày nay cái việc mà bổ sung những cái vitamin và khoáng chất vào trong các thực phẩm ăn uống hàng ngày của chúng ta nó rất là phổ biến. Và cái nữa đó là cái việc mà sử dụng dinh dưỡng và các khoáng chất thực phẩm chức năng bây giờ đó, thì nó gọi là, nó như là một cái trào lưu, một cái phong trào đó. Cái người này uống xong rồi cái giới thiệu cho người kia, tôi uống cái này nè, tôi thấy là cái tóc tôi nó mượt lắm nè, cái da tôi nó đẹp lên nè, hoặc là tôi thấy là cái cơ thể tôi khỏe nên là thế là giới thiệu cho cái người kia uống. Thí dụ chúng ta nghe bạn bè chúng ta uống mà chúng ta không hề kiểm tra xem là chúng ta có thiếu cái chất đó nữa hay không đó, chúng ta thiếu hay chúng ta thừa mà chúng ta bổ sung vào đó. Cho nên đó là cái việc mà chúng ta sử dụng một cách gọi là không kiểm soát á, thì cũng đưa tới những cái sai lệch. Đôi khi là nó gây thừa những cái chất vi chất này nhưng mà nó lại thiếu những vi chất khác, là bởi vì chúng ta đâu có biết chúng ta thừa thiếu cái gì, chúng ta cứ nghe thấy người khác dùng cái này tốt là chúng ta cứ dùng theo thôi. Một cái vấn đề cũng là gây một cái sự áp lực đối với cơ thể của chúng ta, đó là cái việc sử dụng cái thời gian để mà làm cái công việc hàng ngày. Đôi khi từ cái thời gian chúng ta làm việc á, đôi khi là từ sáng cho tới tối luôn á, trên 8 tiếng đồng hồ luôn, có khi có người 10 tiếng, 12 tiếng, rất là bận rộn, gọi là mưu sinh hàng ngày. Đưa tới cái chuyện là chúng ta bỏ quên đi những cái bữa ăn, gọi là bữa ăn khoa học, bữa ăn an toàn cho chính bản thân mình và cho gia đình mình. Đó. Cho nên việc cái sử dụng những cái thực phẩm mà chế biến sẵn, ví dụ như bận quá đi, tôi chỉ đi siêu thị, tôi đi mua sắm vào ngày cuối tuần thôi, tôi cứ mua hết cái thực phẩm đó tôi chất vào trong tủ lạnh đó, rồi mỗi ngày tôi lôi ra tôi chế biến tôi làm thôi, thì chính cái việc mà sử dụng những cái thực phẩm đã chế biến sẵn nè, rồi những cái thực phẩm mà bảo quản lâu ngày nè, chúng ta có thể làm hư một số vitamin đó. Và cái khoáng chất thì việc mà chúng ta bổ sung những cái vitamin và khoáng chất trong cơ thể nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì cái bữa ăn của chúng ta đó là thành như là bữa ăn công nghiệp rồi, nó không còn được đầy đủ các chất dinh dưỡng tươi sống nữa. Thì thật ra đó, đối với cái trường hợp như thế này thì cũng chưa có một cái tài liệu, chưa có một cái nghiên cứu nào để nói về vấn đề này. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta nhận thấy là những cái người mà làm việc theo ca đó thì nó sẽ có nhiều cái yếu tố nguy cơ. Chẳng hạn như là ngày thì chúng ta làm ca ngày, bữa thì chúng ta làm ca tối xoay tua mà. Thì chúng ta thấy như vậy là cái giờ giấc sinh hoạt của chúng ta nó bị xáo trộn đi. Thì chính vì cái sự xáo trộn như vậy đó, thì đầu tiên là chúng ta thấy là cái việc ăn uống của mình nó cũng bị xáo trộn nữa. Đó, cái thời gian ăn uống rồi cái việc sắp xếp những cái bữa ăn này rồi cái chế biến thức ăn của chúng ta, những cái bữa ăn mà tươi, những cái bữa ăn mà gọi là đầy đủ chất dinh dưỡng nó cũng bị bỏ quên, bị qua loa đi, vì chúng ta phải làm sao cho phù hợp với lại cái việc công việc của chúng ta. Đó, rồi khi mà ăn tối qua loa như vậy, ít thực phẩm tươi sống, rồi chúng ta làm việc ca tối chẳng hạn, thì ban ngày về mệt quá chúng ta ngủ thôi. Thì như vậy là vô hình dung chúng ta ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Như vậy là chúng ta sẽ thiếu cái gì quý vị? Thiếu vitamin D. Đó, chúng ta ít tiếp xúc và ít
ăn cứ thực phẩm tươi sống thì chúng ta sẽ thiếu gì? Thiếu vitamin B, thiếu vitamin C, thiếu vitamin A, chúng ta thiếu hàng loạt các vitamin. Và các thực phẩm mà thí dụ như các loại thịt mà đông lạnh rồi nè, đó, thế nào thế kia, thì cái việc mà chúng ta sử dụng lại cái khoáng chất nó cũng có một cái phần hạn chế. Rồi, vì là cái sự làm việc theo ca như thế này thì căng thẳng về đầu óc thần kinh thì quý vị cứ suy nghĩ, bởi vì cái cuộc sống của chúng ta nó xáo trộn liên tục về thời gian ngủ nghỉ. Lúc thì chúng ta ngủ ban ngày, lúc chúng ta phải ngủ ban đêm để mà cái thời gian đi làm của chúng ta mà làm theo ca đó. Thì như vậy chúng ta vô hình dung chúng ta bị một cái stress về thần kinh. Mà khi bị stress về thần kinh rồi thì chúng ta biết cơ thể chúng ta nó sẽ phản ứng và nó sẽ làm cho cái rối loạn tiêu hóa nó kèm theo. Đó là cái sự tổn thương về, như những lần trước bác Liễu có trình bày rồi đó, stress thần kinh sẽ làm chúng ta ảnh hưởng đến như là bị viêm dạ dày nè, loét dạ dày nè. Thì khi mà cái bệnh lý đường tiêu hóa xuất hiện thì những cái việc mà chúng ta hấp thụ những cái mà vi chất, những cái chất dinh dưỡng nói chung vào cơ thể nó cũng bị giảm sút đi. Thì chính đó cũng là nguyên nhân để mà chúng ta giảm cái nguồn cung cấp vitamin và các khoáng chất đối với những cái trường hợp mà chúng ta phải đi làm thay ca liên tục, hoặc là chúng ta có một cái cuộc sống xáo trộn liên tục, bị stress liên tục. Ở hồi nãy ta thấy là cái người mà đi theo ca thì cũng là thiếu, cũng có cơ hội là thiếu những cái vi chất đó. Thì còn nhân viên văn phòng thì ngày nào chúng ta cũng đi làm theo một cái giờ nhất định như vậy, thì như vậy thì liệu cái sự khác nhau gì trong cái sự thiếu đủ này hay không? Thì thưa quý vị là nó cũng có. Đối với người làm về văn phòng thì chúng ta sẽ thiếu một số các yếu tố như thế này. Thì quý vị quan trọng là đó là thiếu vitamin D. Thì hồi nãy bác Liễu nói vitamin D là nhiều nhất là ở đâu quý vị? Đó là ánh nắng mặt trời thôi. Một cái nguồn cung cấp tự nhiên, và chúng ta, đất nước chúng ta là ở cái vùng nhiệt đới thế này, chúng ta có một cái thuận lợi, đó là cái cung cấp vitamin D rất là tự nhiên. Cái vitamin D thì có trong thực phẩm nó ít lắm quý vị. Chỉ có số ở là một số các loại nấm thôi, hoặc là một số các loại cá biển thôi. Là những cái loại cá mà nó có chất béo nhiều đó thì nó có vitamin D thôi, chứ còn vitamin D nó ít có trong cái thực phẩm lắm. Ngoại trừ là chúng ta vitamin D tổng hợp, bây giờ chúng ta tổng hợp đưa vào sữa, đưa vào nước uống này đó. Chứ còn cái vitamin mà tự nhiên á, thì chúng ta thấy nè, cái ánh nắng mặt trời là cung cấp vitamin D, là một cái nguồn hữu hiệu nhất. Ví dụ như là quý vị hàng ngày chỉ cần phơi nắng thôi, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thôi, mà chúng ta để bộc lộ cái vùng da của chúng ta ra. Thí dụ như ta mặc áo sát nách nè, mặc cái quần đùi ngắn ngắn nè, chúng ta đi ra ngoài nắng, chúng ta đội một cái nón vào, chúng ta phơi nắng độ tầm độ 10-15 phút thôi, với ánh nắng sáng sớm, ánh nắng dịu trước 8 giờ sáng hoặc là sau 4 giờ chiều. Đó là ánh nắng đã dịu đi rồi, nó ít tia cực tím rồi, không ảnh hưởng cơ thể chúng ta, là chúng ta phơi nắng như vậy thôi là chúng ta hầu như là đã đủ cái lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể mỗi ngày rồi. Thì chúng ta thấy có một cái thống kê, người ta thấy là ở nữ đó thì thường đó là thiếu cái vitamin D là khoảng 46% và ở người nam là khoảng 20%. Quý vị có thắc mắc không ạ? Có đặt câu hỏi không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì sao? Nữ khi đi ra ngoài che chắn kín mít luôn, thì quý vị thấy không, mạng che mặt, nón chỉ trừ có mỗi con mắt thôi, áo khoác tay thì kín mít, kín cả bàn tay, chân thì mang vớ, nghĩa là kín tất tần tật từ đầu tới cuối. Cho nên chúng ta chính vì vậy. Rồi thêm một cái nữa là người nữ thì sao, khi người nữ khi ra đường thì hay sử dụng kem chống nắng, thì chính là những cái yếu tố đó làm cho người nữ thiếu cái vitamin D nhiều hơn là đối với người nam. Như vậy thì quý vị nhớ nha, sau cái bài nói chuyện này của bác Liễu thì quý vị nhớ đi tìm vitamin D bằng cái nguồn ánh sáng mặt trời tự nhiên mỗi ngày của chúng ta nha. Một cái nguồn cung cấp vitamin D không tốn tiền, rất là tự nhiên. Đó, làm cho chúng ta ra ngoài chúng ta là khỏe mạnh nữa chứ. Chứ còn chúng ta cứ ù lì ngồi trong phòng, văn phòng biết rồi, chúng ta cũng thấy là mình không có tiếp xúc được với bên ngoài, cái sự mà phản xạ của mình nó cũng chậm đi nha. Còn thí dụ ngoài ra chúng ta thiếu quá thì chúng ta có thể bổ sung cái vitamin này, vitamin D này bằng các viên uống bổ sung. Bây giờ có rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí là thuốc có nè, thực phẩm chức năng có nè, bánh kẹo gì cũng có luôn, nước uống, nước giải khát gì cũng có luôn, cũng có bổ sung. Rồi, cái vitamin thứ hai mà nhân viên văn phòng hay thiếu đó là vitamin A. Bởi vì sao? Chúng ta thường phải thường xuyên tiếp xúc với máy vi tính. Đó, cho nên là nó dễ dẫn tới cái tình trạng khô mắt, mỏi mắt, giảm thị lực. Đó,
Thì chúng ta thấy là như vậy thì chúng ta cần bổ sung vitamin A trong những cái gì? Trong những cái loại rau củ trái cây hàng ngày. À, chúng ta có rất đa dạng, ví dụ như cà rốt nè, bí đỏ nè, các loại mà trái cây màu vàng sậm đó các bạn, cà chua nè, đu đủ nè, rồi trái gấc nè. Đó, nó giúp cho giảm thiểu cái tổn thương các sắc tố thị lực, thị giác, điều hòa được cái sự cảm thụ ánh sáng của võng mạc và bảo vệ được cái thị lực cho mắt của mình. Rồi cái vitamin kế tiếp mà chúng ta thường hay thiếu đó là vitamin C. Bởi vì sao? Chúng ta thấy rằng là phải ăn những cái trái cây tươi nè. Đôi khi chúng ta làm việc á, chúng ta không có thời gian để mà ăn uống những cái loại trái cây tươi đó trong ngày. Rồi đi về mà buổi tối mà chúng ta lại ăn uống những cái loại trái cây mà có nhiều vitamin C đó, đôi khi ăn vào buổi chiều tối chúng ta có thể mất ngủ, bởi vì nó làm tăng cái hoạt động thần kinh lên đó, thì chúng ta sẽ mất ngủ. Cho nên đó là vì chúng ta không có thời gian để chúng ta ăn hoa quả trái cây tươi thôi, nên là áp lực công việc khiến ta căng thẳng và mệt mỏi đó. Thì chúng ta cũng có thể bổ sung cái vitamin C trong các loại mà trái cây mà có muối á quý vị, ví dụ cam, quýt, bưởi nè, đó là những cái mà có hàm lượng vitamin C khá nhiều. Rồi ổi nè, rồi trái seri nè, đó, dâu tây, cà chua, thì những cái loại trái cây này thì nó có hàm lượng vitamin C khá cao. Rồi chúng ta cũng quên đi một điều, đó là nước, phải không ạ? Nước cũng là một trong những cái gọi là yếu tố quan trọng trong cơ thể, vì cơ thể chúng ta 60% là nước nha quý vị nha. 60% trọng lượng cơ thể là nước. Chúng ta nước thì nó giúp cho các hoạt động chuyển hóa, các phản ứng xảy ra trong cái quá trình mà chúng ta các enzyme nó tác động để trong cái hoạt động chuyển hóa cơ thể, để mà cơ thể có thể hấp thụ được các dưỡng chất đó, thì nước đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Và nước thì cũng là giúp cho các vitamin mà tan trong nước giúp cho cơ thể hấp thu được. Cho nên nếu mà thiếu nước thì chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Nước còn giúp cho chúng ta coi như thải trừ được những cái chất độc, ví dụ như là nước tiểu thì phải có thành phần của nước đó. Thì nước tiểu là chúng ta thải những cái độc chất ra ngoài. Ngoài ra nước còn tham gia vào quá trình điều hòa thân nhiệt. Chúng ta thấy khi mà chúng ta nóng sốt thì chúng ta sẽ thấy sao? Chúng ta đổ mồ hôi nè. Chúng ta sẽ uống nước để chúng ta đi tiểu nhiều ra nè, để chúng ta làm giảm cái thân nhiệt của cơ thể ra. Hoặc là khi mà lao động dưới trời nắng nóng đó thì chúng ta phải cung cấp một cái lượng nước nhiều hơn so với lại những cái người bình thường. Thì đó, thì vai trò của nước rất là quan trọng và giúp cho cái hoạt động các dịch ngoại bào, dịch nội bào trong cơ thể chúng ta đảm bảo chúng ta đủ. Cho nên đó là đôi khi dân văn phòng á, thì ngồi trong phòng kín có máy lạnh, ít có nóng, nên là chúng ta ít có cảm giác khát nước. Mà chính là chúng ta không có cảm giác khát nước nữa, nên là chúng ta lại quên đi cái chuyện uống nước đó. Cho nên là dẫn tới cái tình trạng cơ thể chúng ta bị thiếu nước đó, làm cho chúng ta thiếu nước nè, dẫn đến là khô da nè, rồi sạm da nè, rồi nổi mụn nè, rồi khát khô cổ họng thì rất là dễ bị viêm họng nè. Rồi hỏi làm sao chúng ta than là cái làn da của chúng ta không được mịn màng, là do nó khô, nó khô ráp quá, cho nên là nó sẽ bị tổn thương. Cho nên là nhân viên văn phòng các bạn thấy không, là rất là nhiều nguy cơ, chứ không phải là chúng ta không có những nguy cơ đó đâu. Như vậy thì bác Liễu đã trình bày là chúng ta sẽ nghi ngờ, những cái yếu tố chúng ta nghi ngờ là chúng ta bị thiếu vitamin và khoáng chất. Như vậy thì để giúp cho chúng ta có được một cái câu trả lời chính xác là chúng ta thiếu cái gì, chúng ta thừa cái gì đó, và chúng ta cần bổ sung như thế nào, ăn uống ra làm sao và uống thuốc bổ sung các vitamin khoáng chất như thế nào, thì mời quý vị là chúng ta sẽ đến các cơ sở y tế thầy thuốc. Thì nhờ vào các cái lời mà tâm tình của quý vị khó chịu, tôi chóng mặt nè, móng tay tôi dễ gãy nè, tôi bị rụng tóc nè, tôi bị xây sẩm hoài, tôi thiếu máu nè, da xanh nè, bây giờ tôi cảm thấy tôi chán ăn nè, tôi bị rối loạn nè, tôi hay bị tiêu chảy nè, thì nhờ những cái triệu chứng mà quý vị tâm tình với bác sĩ đó, thì bác sĩ sẽ định hướng xem là quý vị là thiếu cái gì, thiếu vitamin gì, rồi thiếu cái khoáng chất gì, và bác sĩ sẽ cho các chỉ định xét nghiệm. Thì như nhờ cái chỉ định xét nghiệm đó thì bác sĩ sẽ biết quý vị là thiếu những cái vitamin gì, tình trạng sức khỏe đang là thiếu cái khoáng chất gì, thì từ đó bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên về chế độ ăn thích hợp và sử dụng những cái viên bổ sung vitamin và khoáng chất cho quý vị một cách gọi là khoa học và an toàn nhất nha quý vị. Cho nên là quý vị không được tự ý sử dụng
bổ sung các vitamin và khoáng chất, nhất là chúng ta bổ sung với một cái liều cao thì nó sẽ gây ra độc tính cho cơ thể, thiếu thì cũng không được, mà dư thừa thì chúng ta cũng phải đối mặt với những cái nguy hiểm đối với sức khỏe của bản thân. Nếu mà hỏi về nguyên nhân nào dẫn tới cơ thể bị thiếu vitamin và khoáng chất thì bác Liễu cũng nói rồi đó, là các bạn thấy là do là chúng ta ăn uống nè, không có ăn những thực phẩm tươi sống nè, đôi khi là có cái thực phẩm rồi chúng ta lại không biết cách chế biến nè. Những cái vitamin mà tan trong nước á quý vị, thật ra là nó rất là khó bảo quản á. Quý vị để ở ngoài nắng, nhiệt nắng nè, là dưới tác động của ánh nắng nè, nó cũng bị thay đổi, nó cũng biến chất nè, nó cũng bị giảm đi nè. Rồi chúng ta nấu ăn nè, mà không khoa học nè, chúng ta nấu thí dụ như vitamin mà chúng ta đậy, chúng ta mở cái nắp nồi ra thì nó sẽ tan, nó sẽ hòa vào trong cái hơi nước á, nó sẽ mất đi nè. Rồi chúng ta thí dụ như là chúng ta nấu mà nấu kỹ quá nè, các vitamin ta ở trong nước á, là nó sẽ biến chất, nó sẽ bị bốc hơi, nó cũng giảm đi. Đó, cho nên là cái việc mà chúng ta chế biến một cách khoa học, biết cách chế biến đó, thường là chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta hấp đó, hoặc là chúng ta luộc với một cái thời gian ngắn thôi đó, thì chúng ta có thể giữ được các loại vitamin đó, chứ không phải là khi mà có rồi thì chúng ta lại chế biến sai là chúng ta cũng có thể là mất cái nguồn vitamin này. Thế thì tùy theo, hồi nãy bác Liễu có nói rồi, tùy theo từng cái thói quen, rồi từng cái trường phái ăn uống của mình mà chúng ta có thể mất một số các loại vitamin. Ví dụ ở người ăn chay thì người ta dễ thiếu vitamin B12, thiếu canxi, thiếu vitamin D, thiếu chất sắt, thiếu iốt, tại vì thiếu axit béo. Tại vì những cái thực phẩm này nè, những cái khoáng chất này nè, nó thường nó nằm ở động vật. Mà người ăn chay thì người ta kiêng, người ta không ăn những cái động vật. Và nhiều khi người ta nói như vậy thì tôi có thể, thí dụ như chất sắt nha, thì tôi có thể bổ sung nè ở rau nè, các loại rau xanh lá xanh đậm nè, các loại đậu nè, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ nè, thì tôi cũng có thể bổ sung được chất sắt. Nhưng mà thật ra đó, chất sắt ở trong các cái nguồn mà thực vật á, thì đối với cơ thể là nó rất khó hấp thu so với lại chất sắt mà nó từ các loại động vật cung cấp cho chúng ta. Bởi vì sắt là phần lớn nó nằm ở cái hemoglobin, là cái màu đỏ của cái thịt đó quý vị. Đó là những cái đó, là khi mà ở cái thành phần hem á, là khi mà chúng ta ăn vào ở cái nguồn động vật thì cái sắt ở trong hem đó nó dễ hấp thu hơn là cái thành phần sắt vô cơ nằm ở trong cái thực vật. Chính vì vậy là cái người ăn chay tuy rằng có bổ sung có chất sắt nhưng mà vẫn đôi khi là vẫn thiếu. Hoặc là chúng ta thấy thiếu vitamin và khoáng chất ở những cái người sao? Người ta đang áp dụng cái chế độ ăn giảm cân. Đó, người ta ăn kiêng cái này, kiêng cái nọ, kiêng cái kia, kiêng tùm lum ta la hết, nên cuối cùng là người ta bị suy giảm. Rồi hoặc là ở những người mà rối loạn tiêu hóa, thì những cái người mà có bệnh lý về đường tiêu hóa, ví dụ thí dụ như là người ta cứ bị tiêu chảy nè, bị hội chứng ruột kích thích nè, bị viêm dạ dày, viêm đường ruột nè, đó thì cái thức ăn mà ăn vào nó không được hấp thu, có thể cho nên là nó bị thiếu hụt, ăn vào có nguồn cung cấp nhưng mà cơ thể không lấy vào được. Hoặc là chúng ta ăn lệch, chúng ta ăn thiếu, ăn chuyên về cái này mà chúng ta không ăn đa dạng hóa các thức ăn thì chúng ta vẫn thiếu các loại vitamin đó. Ngoài ra một số các bệnh lý khác, chẳng hạn như người bệnh về gan, bệnh về túi mật, bệnh về đường ruột như nãy bác nói là bệnh về tuyến tụy, hoặc là bệnh suy thận mãn, thì những cái này thì chúng ta phải có một chế độ ăn đặc biệt, phải kiêng chất này chất kia thì cơ thể chúng ta cũng sẽ thiếu. Hoặc là ở những người mà phẫu thuật tiêu hóa thì đó là nó cũng làm giảm cái hấp thu các chất dinh dưỡng này. Hoặc là người nghiện rượu mãn tính, tại sao nghiện rượu mãn tính thì cái tế bào gan của họ là sẽ bị tổn thương, và khi tế bào gan tổn thương thì gan là một cái nơi mà chuyển hóa và giúp cho cơ thể hấp thụ đường nè, rồi chất béo nè, đó thì thậm chí là mật thì giúp cho hấp thu các chất béo rồi các protein đó. Nói chung là khi mà nghiện rượu mãn tính, chúng ta sẽ tổn thương về cái tế bào gan, rồi tổn thương về não, thì những cái yếu tố đó nó làm cho chúng ta cũng giảm cái hấp thu về cái vitamin và khoáng chất. Và một số quý vị do là sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều, viêm họng, chúng ta không đi khám thầy thuốc, chúng ta cứ đi đến cái cơ sở bán thuốc, chúng ta mua thuốc về chúng ta tự uống. Hoặc là kháng sinh thì sao? Nó làm là xáo trộn cái lợi khuẩn ở đường ruột của chúng ta. Đó, như vậy thì làm giảm hấp thu
các vitamin và khoáng chất trong cơ thể của chúng ta. Đó là do nó làm thay đổi cái hệ sinh thái của cái lợi khuẩn và cái ở trong cái đường ruột. Và đôi khi là chúng ta bị táo bón, chúng ta cứ uống thuốc nhuận trường, uống trà đó, thì nó cũng làm cho cái sự hấp thu cái vitamin và khoáng chất của chúng ta nó bị giảm sút. Đó. Rồi có thể là chúng ta cái sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất là do cơ thể chúng ta nó chuyển sang một cái giai đoạn là phải tăng cái nhu cầu đó lên. Chẳng hạn như người phụ nữ mang thai, thì khi này là phụ nữ mang thai thì không chỉ nuôi chính cơ thể bản thân mình mà còn phải nuôi cho một cái tế bào ở trong cái thai của mình, đó là đứa bé trong cái bào thai của mình. Cho nên là nhu cầu về sắt nè, nhu cầu về folic nè, tất cả các nhu cầu đều tăng lên. Nhu cầu về vitamin B12 đó. Đó, hoặc là phụ nữ ở trong cái thời kỳ mà còn tuổi còn kinh nguyệt đó, thì là cũng bị mất một số chất, cụ thể nhất là mất máu, thiếu chất sắt đó. Rồi phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh, thì giai đoạn mãn kinh là do thay đổi về cái nội tiết tố estrogen, thì chúng ta cũng giảm hấp thu canxi, chính vì vậy là dễ bị đối mặt với nguy cơ loãng xương đó. Thì chính vào những cái giai đoạn như vậy, vì những lý do đó mà chúng ta có thể dẫn tới cái sự thiếu hụt về vitamin và khoáng chất. Nghĩ rằng chắc cũng đủ, phải không quý vị? Đó. Thì chúng ta có thể là cái đề tài hôm nay chúng ta dừng ở lại đây. Hôm nay thì Bác Liễu cũng không có kỳ vọng, tại vì cái thời gian cũng không cho phép là chúng ta sẽ bổ sung những cái vitamin và khoáng chất vào những cái loại thực phẩm nào. Thì có lẽ là chúng ta sẽ có một cái bài của nói sâu về cái chi tiết này, để quý vị có thể là giúp cho cái sinh hoạt của mình, cái bữa ăn của mình nó phong phú lên bằng cái sự lựa chọn các loại thực phẩm và chế biến một cách khoa học, để đảm bảo được cái thực phẩm vẫn còn đủ các vitamin và khoáng chất cho mình. Đến đây thì Bác Liễu xin nói lời chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những lần sau. Và rất mong những cái kiến thức bổ ích ngày hôm nay quý vị sẽ được hiểu biết, và chúng ta sẽ chia sẻ cùng với lại người thân, với bạn bè của mình, để tất cả chúng ta sẽ có một cái cuộc sống hết sức là tươi đẹp khi mà chúng ta biết tự bồi dưỡng. Đây là đúng ra đúng rồi, chúng ta sẽ tự bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bản thân của chúng ta. Xin thân ái chào tạm biệt. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.